Chi có mẫu người nào cụ thể không? À, mẫu người nam lý tưởng của Chi. Chi mê trai đẹp. Khi mà trải qua cái biến cố đó, nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình rất là nhiều. Nó ảnh hưởng tiêu cực về về đàn ông nói chung luôn. Thật sự là mình bị thất vọng á. Thất vọng. À, chào mọi người. Mình tên là Thảo Chi, 28 tuổi, hiện đang là diễn viên và người mẫu tự do. Hết rồi. Ủa, Chi có mẫu người nào cụ thể không? À, mẫu người nam lý tưởng của Chi. Chi mê trai đẹp. À, những cái người đàn ông mà gây cho mình thiện cảm đầu tiên thì là những cái người biết nghĩ cho những người khác và biết nhận mình sai. Chi thì hướng ngoại nhiều hơn hay hướng nội nhiều hơn? Hướng nội nhiều hơn. Rồi đó, bắt sống được nhau rồi. Yên sao của bạn đã có người ngồi, rất là hợp nhau ha. Hỏi rất nghiêm túc và rất lắng nghe. Cả hai bạn hỏi cùng một câu á. Chi thì hướng ngoại nhiều hơn hay hướng nội nhiều hơn? Hướng nội nhiều hơn. Tại vì khi mà gặp được những người mà mình cảm thấy mình có thể, người đó tốt, có thể thân được á, có thể hợp tính á, thì mình sẽ cởi mở. Chi có những sở thích gì? Sở thích là ăn, nấu ăn, chơi game, đi du lịch, bỏ, chơi những môn thể thao. Cái bạn nữ số 1 này là bạn mới add thêm vụ chơi game vô nè. Mới add vô tức thì tôi nghi là mới add vô tức thì luôn. Bây giờ có nhiều người thích chơi game lắm. Bình thường người ta nói tâm lý là khi mà cái gu của mình mà thích cái gì là tự mình cũng thích theo. Có một điều quan trọng là cả hai người hỏi cùng một câu. Khi mà anh số 1 lên thì cô số 1 đã hỏi ha, hỏi là cái mẫu người của anh là gì. Xong cái lúc mà cô số 1 lên, anh số 1 hỏi lại đúng câu đấy. Và rất nhiều người, con trai lên hồi nãy, cổ không có hỏi lại câu đấy, chỉ hỏi đúng anh số 1 thôi. Thật ra em thấy hai người rất là đẹp đôi. Và có một cái điểm chung là cả hai cùng hoạt động nghệ thuật. Đôi khi là cái cảm nhận đầu tiên, dù mình cảm thấy là cái đó nó rất là hợp nhãn của mình, cái đó nó rất quan trọng. Và cảm giác như là bạn số 1, hai bạn số 1 này đã cảm nhìn được nhau ngay từ cái phút đầu tiên luôn á ha. Chào các bạn, mình là Liễu, Dương Liễu, đến từ Cà Mau, được 29 nồi bánh chưng rồi. Wow. Hiện tại đang làm việc ở Hà Nội. Vậy chị đang làm công việc gì ở Hà Nội? Chị đang làm quản lý về mảng nhà hàng. Trước đây thì làm việc, học và làm việc ở Sài Gòn. Là lúc đó là cũng vì một vài cái trục trặc về tình cảm, nên là cái ngày hôm đó quyết định là bỏ Sài Gòn luôn, ra Hà Nội bắt đầu làm mọi thứ. Đúng là mọi người rất là ngại nhìn vào mắt của mình ấy. Kiểu như là người phụ nữ nhiều trăn trở. Tại vì mình sống với mẹ từ nhỏ, từ lúc 3 tuổi rồi. Ba cũng có một cái gia đình khác và đang rất là hạnh phúc rồi. Cho nên mọi thứ đó phải là tự lập. Mẫu bạn trai lý tưởng của chị là gì? Khi mà trải qua một cái biến cố đó, nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình rất là nhiều. Nó ảnh hưởng tiêu cực về đàn ông nói chung luôn. Thật sự là mình bị thất vọng á. Thất vọng. Tại vì mình chưa bao giờ trải qua những cái điều đó, mình rất là sợ. Cảm giác là đây là cô gái chịu nhiều cái tổn thương và vẫn còn cảm giác cái vết thương đó. Cho nên là bạn hỏi hơi nhiều là như vậy mà. Nên là mọi người cứ nghĩ chắc con bé này nó kén chọn chứ làm gì, giờ tới mức độ này, tới sắp 30, Tết này là 30 rồi. Sợ lắm. Nhưng mà để hôm nay đứng ở đây để chia sẻ với mọi người, cũng là nghĩ mình can đảm lắm rồi. Và thật sự đến lúc mình cần một người ở bên cạnh mình rồi. Như là một trong những cô gái có một cái khao khát hạnh phúc rất là lớn trong những cô ở đây. Xin chào mọi người. Mình tên là Uyên. Bạn này chắc là nhỏ tuổi nhất đoàn nè. Có thể nhỏ. Chắc khoảng tầm 25-26 gì đấy. Mình tên là Uyên. Năm nay 24 tuổi. 24 tuổi, quá trẻ. Và công việc hiện tại của mình là personal trainer. Hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại sao mình chọn công việc này? Tại vì em thích đi tập gym. Và rất là hợp với bạn số 5 luôn á. Tại bạn số 5 thích con gái nhỏ kìa, nhìn nhau kìa. Lúc đầu là em đi tập, sau đó là kiểu như em thấy thích á. Xong rồi em có học thêm một khóa về PT, rồi sau đó là được người ta nhận vô, apply vô luôn. Thường thì em thích một mẫu người con trai như thế nào? Em không có đặt ra cái ngoại hình lý tưởng, nói chung là nhìn được chứ không phải là đẹp quá hay là gì hết. Nhưng mà em thích người đó phải có cái cách giao tiếp á,
tức là giao tiếp với mọi người, với bạn gái mình, với lại những người xung quanh, người thân trong gia đình một cách kiểu là tinh tế. Từ Lạ Thành Thương, 20 giờ thứ bảy trên Vi Giải Trí.